quý vị và các bạn chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh thành phố. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại một địa phương. Để nâng cao chỉ số PCI năm 2019, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngày càng phát triển. Bằng việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, năm 2019, Cao Bằng đã xếp thứ 54, nâng lên 3 bậc so với năm 2018 là xếp thứ 57. Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành các quyết định kế hoạch về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Năm 2019 thực hiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kết quả tỉnh Cao Bằng đã cải thiện được 10 chỉ số, gồm chỉ số chi phí gia nhập thị trường, chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số tính minh bạch, chỉ số chi phí thời gian, chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số cạnh tranh bình đẳng, chỉ số tính năng động của lãnh đạo tỉnh, chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số đào tạo lao động và chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự theo đó tỉnh đã yêu cầu các sở ngành niêm yết công khai quy trình thủ tục hành chính các văn bản pháp lý liên quan tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ đồng thời đăng tải trên website của đơn vị việc lập các biểu mẫu đảm bảo đúng quy định đầy đủ dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật ra soát bổ sung để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu dễ làm trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân tổ chức được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp tục duy trì việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong lĩnh vực cải cách hành chính thuế, tiếp tục triển khai các dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm cung cấp các dịch vụ thuế chuyên nghiệp, thuận lợi, an toàn cho người nộp thuế. Tính đến cuối năm 2019, số doanh nghiệp nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 98,9%. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng thương mại trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 98,9%. Tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử trên tổng số chứng từ nộp thuế đạt 96,17%. Tỷ lệ số tiền nộp ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử đạt 84,13%. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức doanh nghiệp và các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai thực hiện theo quy hoạch kế hoạch. Hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng được quản lý chặt chẽ. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản, chưa khai thác được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ môi trường thường xuyên được chú trọng. Các đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh đã được giải quyết, đảm bảo thời gian đúng quy định của pháp luật. Các cuộc thanh tra kiểm tra đã được thực hiện đúng quy định pháp luật. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu cho 3.374 hộ gia đình cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố khởi động hệ thống kết nối người dân doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng. Hệ thống kết nối Cao Bằng được cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động thông minh, máy tính có kết nối Internet, máy tính bảng, sử dụng hệ điều hành iOS và Android thông qua trang web 2.2 chéo kết nối.caobang.gov.vn việc cài đặt ứng dụng kết nối cao bằng trên điện thoại di động được sử dụng ứng dụng dễ dàng thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân tổ chức và doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến phản ánh các vấn đề về chính trị kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đồng thời tăng cường sự tương tác và kết nối giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền địa phương từ đó thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp người dân đưa các thông tin từ chính quyền đến với người dân doanh nghiệp kịp thời chính xác Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với phương châm hành động tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư. Từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, tiếp cận tín dụng, an ninh trật tự và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, công khai minh bạch thông tin cho doanh nghiệp và thực hiện chính phủ điện tử. Tăng cường quản lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công việc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật quy định, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường để đảm bảo sự bình đẳng và quyền lợi cho các doanh nghiệp chân chính không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, tạo môi trường lành mạnh an toàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện việc ra soát, đánh giá thủ tục hành chính. Thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính, ra soát tăng cường ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư chủ động giải quyết nhanh các thủ tục về cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổ chức gặp gỡ làm việc với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giao cho hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổng hợp với gửi các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và chính quyền tạo điều kiện trao đổi thao gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh đẩy mạnh đổi mới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp ra soát sửa đổi bổ sung chính sách ưu đãi về thuế để khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chỉ đạo ngân hàng nhà nước tỉnh làm tốt công tác triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tham gia chương trình tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi. Trong năm 2019, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tham gia các buổi gặp mặt doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, giới thiệu các sản phẩm tín dụng đang triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trao đổi và giải đáp thỏa đáng những vướng mắc khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Hỗ trợ chi nhánh các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức hội nghị triển khai và giao ngành ngân hàng đẩy mạnh thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt với những dịch vụ công học phí viện phí điện nước dịch vụ môi trường triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm quỹ quốc gia về việc làm và xuất khẩu lao động tăng cường dự báo và kết nối cung cầu lao động với các tỉnh trong khu vực và cả nước tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm chú trọng tạo việc làm quản lý lao động qua biên giới và tuyên truyền vận động người lao động không đi làm việc trái phép không cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Kết quả tạo việc làm đạt cho 11.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu lao động được 150 người, đạt 100% kế hoạch. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 3,8%. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả tuyển mới đào tạo nghề ước đạt 5.450 người, đạt 100% kế hoạch, trong đó lao động nông thôn được 1.200 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 31,5%. Tập trung triển khai toàn diện đồng bộ có hiệu quả chất lượng công tác tư pháp, thực hiện có hiệu quả công tác góp ý thẩm định, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành thực hiện tốt công tác kiểm tra xử lý ra soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật quản lý xử lý vi phạm hành chính hành chính tư pháp bổ trợ tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo và diễn đàn để đúc rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và đã có nhiều đóng góp định hướng cho tỉnh để góp phần vào cải thiện nâng cao chỉ số CPI. Trong bộ chỉ số về năng lực điều hành cấp tỉnh PCI, trong nhiều năm qua thì vùng Trung du miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng thì đều đánh giá chưa được cao có bằng nhiều năm liên năm trong nhóm cuối của bảng xếp hạng PISA và trong số nhóm các tỉnh mà thấp trong cái bảng chỉ số xếp hạng PISA nhiều năm qua thì rất nhiều các tỉnh miền núi phía bắc đây là một cái điều đáng lo ngại bởi vì PCI đánh giá cái chất lượng điều hành dưới góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân cái vùng mà miền núi phía bắc nói chung và cao bằng nói riêng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về vị trí địa lý không thực sự thuận lợi hạ tầng còn kém phát triển chất lượng nhân lực chưa cao, còn rất nhiều những hạn chế khác. Trong cái đấy thì cái chất lượng điều hành một yếu tố rất quan trọng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư thì cũng không cao. Chính vì vậy mà cái nguy cơ tụt hậu của vùng, của địa phương sẽ rất là cao nếu mà không có những cái nỗ lực. Tôi cho rằng là những cái nỗ lực cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, những cái tỉnh mà nhiều khó khăn như Cao Bằng cần phải cao hơn các địa phương khác nữa chứ còn nếu mà ở cao bằng hay nhiều tỉnh miền núi phía bắc mà công tác cải cách thủ tục hành chính nó cũng không nó nó không được đẩy mạnh nó không được duy trì thì rõ ràng là cái nguy cơ tụt hậu của vùng này cao à, các tỉnh miền núi phía bắc à, cũng như là tỉnh cao bằng vẫn cần lấy sự thuận lợi của thủ tục hành chính của của môi trường kinh doanh để bù khuyết cho những cái khó khăn về hạ tầng về chất lượng nhân lực về vị trí địa lý của mình chỉ với cách nhìn như vậy thì cái công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác cải thiện môi trường kinh doanh mới 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 được đẩy mạnh. Năm 2020, tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy trình chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Các cơ quan đơn vị tích cực tổ chức tuyên truyền đến người dân tổ chức biết và đến thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Tiếp tục triển khai và duy trì tổ chức gặp gỡ với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ hàng tháng. Tăng cường các thông tin công khai minh bạch kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội qua đó từng bước kêu gọi thu hút đầu tư các doanh nghiệp đến với cao bằng khai thác tiềm năng thế mạnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương